đà Phật quý vị ơi. Ngày ơn. Quý vị ơi. Các em nằm ở đây nè. Cho quý vị coi nha, các em bò nè quý vị. Các em bò lóc nhóc nè quý vị ơi, tội nghiệp thương quá. Các em sẽ được trở về tự do, các em được đi nha các em. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đã muôn đời kiếp trước, chúng con đã tạo ra nhiều ác nghiệp, tham sân si, hỷ nộ ái ố của chằng đời, nên kiếp này bị đọa xuống làm loài cua. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng. Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào địa ngục. Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào ngạ quỷ. Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào súc sinh. Chúng con đã về nương tựa Phật, chúng con đã về nương tựa Pháp, chúng con đã về nương tựa Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đâm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Ni Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đâm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tắc Đâm Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi Tác Đại Chứng Minh. Các em không còn bị giam cầm nữa. Nếu như bỏ cái xác loài vật này thì các em hãy về với nơi cửa Phật A Di Đà Từ Bi. Nếu đều đủ duyên làm kiếp con người thì sống cho chân thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các em không còn bị giam cầm nữa và các em được thả tự do và đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại từ Đại Bi Tát Đại chứng minh các em vua đã được thả tự do, các em không còn bị giam cầm nữa, hãy đi thật xa nha các em. Nam mô A Di Đà Phật. Đại từ Đại Bi Tát Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật.